Minh kính chào quý vị khán giả của chương trình Chắp cánh ước mơ. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại cùng đồng hành với nhau để gặp gỡ và chia sẻ với những mảnh đời khốn khó, nhiều biến động trong cuộc sống. Nhưng trên hết, những hoàn cảnh này vẫn luôn cố gắng nỗ lực không ngừng. Và đồng hành với Tiếu Vinh ngày hôm nay xin được giới thiệu cùng quý vị diễn viên, đạo diễn Khoa Nam. Khoa Nam xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Chắp cánh ước mơ của đài truyền hình Vĩnh Long. Anh Khoa Nam ơi, Tiếu Vinh biết là anh cũng đồng hành với khá nhiều chương trình nhân đạo của đài truyền hình Vĩnh Long, mà đặc biệt là Chắp cánh ước mơ thì lần này là lần thứ hai rồi. Thì với lần trở lại này, cảm xúc của anh như thế nào? Không riêng gì chị Chắp cánh ước mơ mà tất cả các chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long thì khi tham gia cảm giác mình hạnh phúc lắm. Tại vì sao? Mình được dịp mình chia sẻ, mình đồng cảm cùng với nhân vật. Rồi sau đó mình cảm thấy là mình thương họ nhiều hơn khi phải thấy họ hàng ngày phải đối mặt biết bao nhiêu là khó khăn. Dạ, và Vinh nghĩ là những cái chuyến đi như thế này nó cũng hỗ trợ, giống như là mình có thêm cái kinh nghiệm cho những cái vai diễn của mình nữa, đúng không anh Nam? Đó là những cái vốn sống. À, mà Vinh biết là hình như sáng nay anh là từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đây luôn. Có ăn sáng chưa? Sợ là mình đi xa, vô vùng sâu vùng xa, sợ mọi người ekip đợi nên cũng chưa có ăn món gì hết. Rồi, vậy thôi hôm nay Vinh sẽ đãi anh một món rất là hấp dẫn, rất là ngon, bánh mì. nhưng mà ngon tại vì Vinh biết chỗ này là vừa bán ngon vừa rẻ nữa, mà đặc biệt nha anh Nam, tới đây là mình còn được nghe một câu chuyện đời rất là cảm động nữa. Thật ra là bánh mì là cái món ăn sáng anh cũng thích. Dạ. Mà càng thích hơn là tại vì khi nghe em nói á, thì anh biết em đang khơi gợi cho anh là về một cái câu chuyện của mấy cái một nhân vật nào đó mà hôm nay mình muốn gặp gỡ, đúng không? Trời, công nhận đạo diễn có khác nha, nhạy dễ sợ luôn. Đúng là cô bán bánh mì này là nhân vật của chương trình kỳ này. À, đó là cô Nguyễn Ngọc Minh. Nhà cô thì ở xã Phú Điền của huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Thì Vinh cũng muốn kể sơ qua với anh Nam về hoàn cảnh của cô. Hiện nay thì gia đình cô có 3 thành viên, nhưng mà là hết 2 người là đang mang bệnh trong người rồi, mà bệnh rất là hiểm nghèo nữa. Rồi cuộc sống thì rất là khó khăn. Bây giờ thì cô mỗi ngày đi bán bánh mì kiếm chỉ được vài 30 ngàn thôi. Mà con trai cô thì đang tuổi đến trường nữa. Nên là bây giờ thôi mình tìm đến cái chỗ bán bánh mì của cô Minh đi. Rồi cái Vinh đãi anh Nam ăn bánh mì. Rồi, đi anh. Đi. Dạ. Sau gần 20 năm chung sống, ông Trịnh Giang Châu và bà Nguyễn Ngọc Minh, ngụ ấp Mỹ Điền, xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, dường như luôn cảm nhận được trọn vẹn cái nghĩa vợ chồng mà họ dành cho nhau từ trong nghèo khó. Càng thấm thía hơn khi một năm nay ông Châu phải đối diện với những căn bệnh ngặt nghèo. Nhưng điều đáng quý nhất là trước muôn nỗi khó khăn của cuộc sống, ông bà vẫn âm thầm chung chén cho tương lai con trẻ được nối dài trên con đường học vấn. Từ ngày chồng bệnh, đôi vai bà Minh thêm quặn nặng khi phải gánh trên vai trách nhiệm của người trụ cột. Ngày ra riêng, vợ chồng ông bà được cha mẹ cho một công đất ruộng để làm kế mưu sinh. Ông lại chăm chỉ với nghề chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. Bà bán cá ở chợ, thỉnh thoảng ai kêu gì làm nấy. Cuộc sống gia đình tương đối ổn định, có thể lo cho con được đến trường như bao người. Cuộc sống vẫn tưởng yên bình, nhưng khó khăn bất ngờ ập đến khi ông Châu bị tai nạn giao thông, gãy xương gò má từ chính cái nghề đã nuôi sống gia đình. Cố gắng đương đầu với khó khăn, bà Minh chạy vạy vay mượn khắp nơi để lo lắng cho chồng trong những ngày nhập viện. Cố gắng làm đủ nghề để vực dậy gia đình sau bao trắc trở, bà Minh tiếp tục bươn chải đủ nghề. Khi thì làm cỏ mướn, khi thì cạo hạt điều thuê để có thêm thu nhập. Nhưng khi số nợ cũ vẫn chưa trả hết, thì ông Châu lại một lần nữa phát bệnh hiểm nghèo. Vậy là chặng đường gian nan với gia đình này vẫn còn xa xôi lắm. Và bà Minh ở cái tuổi xế chiều vẫn ngày ngày miệt mài làm lụng chẳng ngại sớm tối. Bởi hơn ai hết, bà hiểu rằng mình là điểm tựa duy nhất của gia đình này. Em Trịnh Quốc Bảo, con trai của ông bà, năm nay bước vào năm học lớp 11. Sinh ra trong cảnh non ngày thiếu tháng, lớn lên trong cảnh đau ốm triền miên. Nhưng vì thương mẹ nhọc nhằn gánh vác, hàng ngày Bảo vẫn cố gắng tìm việc làm thêm ngoài giờ học. Bởi em hiểu rằng mỗi đồng tiền ít ỏi mà em chắc chiêu có được là mẹ em vơi bớt đi một phần gánh nặng. Căn nhà nhỏ cũ kỹ nằm nép mình trên con đường quê quen thuộc, bao năm qua là nơi trú ngụ của gia đình ông Châu và bà Minh.
Căn nhà tình thương ông bà được nhà nước hỗ trợ cách đây đã 10 năm, đến nay đã xuống cấp trầm trọng, không còn khả năng chống chịu mỗi khi mưa to gió lớn. Mái tôn quen nghỉ, tấm cao su che tạm đã thấm dột bạc màu. Nền nhà vào những ngày mưa thì nước tràn vào, không còn một chỗ khô ráo. Lắng nghe câu chuyện của gia đình này, chúng tôi như cảm nhận được rõ hơn những khó khăn mà gia đình đã và đang phải trải qua. Để rồi đằng sau đó là một sự cảm thông sâu sắc cho nỗi lòng của một người vợ, người mẹ giữa nghịch cảnh vẫn trọn lòng vì chồng con. Mang trong người chứng thấp khớp và căn bệnh tiểu đường vẫn chưa được điều trị, nhưng bao năm qua đều đặn mỗi ngày bà Minh vẫn thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho gian hàng bánh mì quen thuộc. Từng ổ bánh được trao tay là bấy nhiêu niềm hy vọng của người mẹ nghèo cho chồng vơi bớt cơn đau, cho con trẻ được tiếp tục đến trường. Dạ, con chào cô. Dạ, chào cô. Dạ, chào Hoa Nam với Thúy Trinh. Dạ, rồi, đang định giới thiệu với cô mà cô biết hai đứa luôn. Cô Minh ơi, hôm nay thì chương trình Chắp cánh ước mơ có mời diễn viên, đạo diễn Hoa Nam đi thăm cô. Thì Thúy Trinh biết là cô hay bán bánh mì ở ngoài này nên là ghé qua luôn. Hình như là thấy cũng còn một vài ổ thôi hả cô hả? Dạ. Gần xong rồi ha. Thôi cô cháu mình ngồi trò chuyện chút cô ha. Dạ. Mời Hoa Nam với Thúy Trinh qua ngồi. Dạ. Chắc cho tụi con ngồi chơi nói chuyện với con xíu. Dạ, anh ngồi đây đi. Thường thì mình bán tới mấy giờ xong cô? Bán 7 giờ hoặc 7 rưỡi à, tại vì học sinh nó đi học 6 giờ nó đi ngang nó mua. Vậy là hôm nay còn 5-6 ổ, vậy là hơi chậm hơn bình thường cô hả? Nhưng mà không sao, cũng may là con chưa ăn sáng. Nên là để này con. Anh Nam anh ăn hết. Con ủng hộ cô nha. Mà nãy giờ con có để ý nha, cái tủ của mình sao bể hết trơn rồi mà cô không mua tủ mới hay sao cô? Hồi bữa thôi nó rớt xuống dưới đây nè rồi mà cô giờ không có tiền nữa. Một mỗi ngày vậy rồi cô bán bao nhiêu ổ? Cô bán 20 ổ. Là đúng 20 ổ, cứ mỗi ngày 20 ổ vậy thôi. 20 ổ thì mình lời được khoảng nhiêu cô? Mới lời 20.000 hả? Rồi. Nhưng mà thật ra nghĩ 20 ổ cũng ít quá đúng không ít anh quá. Nam? Sao cô không đi ra chợ hay chỗ nào có đông người hơn mình bán được nhiều ngoài hơn học cô? Sinh rồi mình còn bán cho khách. Tại vì ông chú ông bệnh đó, ông bệnh nhiều lắm, bị ung thư thời kỳ cuối rồi. Với lại ông bị hở tim ba lá nữa rồi đâu dám đi xa. Đi xa lúc ông mệt rồi đâu có ai chăm sóc ông đâu. Vậy là nhà mình là cũng gần ở đây, cách khoảng bao xa cô? Kế bên đây nè. À, vậy là cô cứ đi ra đi vô, vừa bán vừa coi chừng chú. Vừa bán vừa coi chừng ngóng. Rồi nhưng mà cô có làm công việc nào khác không chứ thấy 20-30 ngàn rồi sao đủ sống? Rồi lúc tháng mùa mưa thì đi hái rau đồ bán á. Tháng này mùa nắng thì không có rau. Rồi có khi người ta mua lá, người ta gói bánh đám đó, cái cô gọc lá chuối ở nhà cô bán. Cô thấy cô cũng làm khá nhiều công việc nhưng mà đều bấp bênh, nó không có ổn định. Hồi nãy cô có nói là chú đang bị bệnh đúng không? Bệnh ung thư rồi hở lá van tim. Vậy rồi phát hiện bệnh khi nào vậy cô? Hồi lúc tháng 5, tháng 6 đó, lúc đó cô đi giúp việc nhà cho người ta trên thành phố á. Cái ở nhà cái ông bị bệnh, ông bệnh mà chích thuốc hoài đây không có hết. Mình nghĩ là mình bệnh sòn thôi. Rồi cái có nhỏ cháu nó trên thành phố, nó nói thôi bây giờ cậu lên chỉnh đi rồi cậu khám tổng quát. Cái lên trung tâm Hòa Hảo đó khám cái mới lòi ra bệnh đó. Từ lúc mà chú phát bệnh như vậy rồi gia đình mình có đi chữa trị được cho chú không? Có con ơi, hồi lúc đó có đi qua trung tâm Hòa Hảo á, khám bệnh xong rồi biết bệnh đó cái ta đưa qua trung tâm ung bướu. Cái qua đó cái bác sĩ nói vậy là phải vô hóa chất. Mà cô thì không có tiền. Cô không có tiền rồi cô xin về nhà rồi hốt thuốc uống. Về nhà cái cô Hiếu đó, hội phụ nữ đó, chủ tịch hội phụ nữ đó, cái cô đi hốt thuốc coi về cho ông uống giùm. Uống cái giờ cái hết tiền rồi uống thuốc nam không à. Chứ không có tiền đi hốt thuốc nữa. Dạ. Mình cũng không có thể bảo hiểm gì con hả? Bảo hiểm hộ nghèo mà mình đi phải từ tuyến huyện, tuyến tỉnh rồi mới lên trển người ta mới giải quyết bảo hiểm cho mình. Dạ. Còn đi bất tử vậy không có có. Con hiểu rồi. Không có đi vượt tuyến được. Coi như sức khỏe của chú bây giờ làm sao cô? Bây giờ cũng mệt hoài à.
lâu lâu cái ông mệt, có lúc thì ông khỏe thì cũng ông như cô bán ở đây thì ông ở nhà ông do bậy nồi cơm ông bắt lên này cơm điện đó. Dạ. Còn lúc mệt thì ông nằm chứ không à. Làm vườn này nọ chú làm chắc cũng đâu nổi nữa con. Con biết là hồi trước là chú còn bị tai nạn lúc mà chú đi làm nữa mà không cô? Hồi năm 2000 á ông bị té xe gãy xương gò má này nè. Bây giờ là chú thì mang trong người nhiều vết thương rồi bệnh tật này nọ. Một mình cô phải lo cho gia đình, vừa lo cho chồng vừa lo cho con. Rồi tôi có một con nó học lớp 11 đó. Thì nó không có phụ gì với hồi xưa sanh khó đó. Hồi sanh nó thiếu tháng nó yếu ớt dữ lắm. 20 ngàn mà để nuôi ba mẹ 100 ngàn. Dạ. Rồi còn bệnh tật rồi tiền học hành của con cái nữa. Mà năm nay cô, con hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô 55 tuổi. 55 tuổi như người ta là đến tuổi nghỉ ngơi rồi đúng không anh Nam? Lúc nãy con có nghe nói là nhà mình cũng kế bên ở đây. Thôi bây giờ không mấy con mua hết bánh mì rồi, cái giờ mình về nhà mình thăm nhà được không? Được. Dạ. Bây giờ con mình thu dọn. Dạ. Thu dọn với con nha. Rồi. Dạ. 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 Con gửi cái này chắc không. Mời cô chú ngồi. Dạ. 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 Dạ chào chú. Con chào chú. Chú ơi, hôm nay trong người chú khỏe không? Cũng lúc khỏe lúc mệt. Dạ. Hồi nãy con nghe cô nói là chú đang bị trong người cái chứng ung thư. Dạ. Vậy mình bị ung thư gì hả chú? Bị ung thư gan. Lúc đó cô thối thần cô hết biết rồi, tại vì nhà mình nghèo mà chồng bệnh ngặt nữa. Rồi cô không có tiền nữa. Cái nhỏ cháu nó nói thôi để con cho cô mở vài triệu mở đi cho cậu nhập viện. Cái vô chồng phản từng lễ cái hết tiền. Cái người ta kêu xạ chị mà cô đâu có tiền đâu. Mỗi lần vô quá chắc là mấy chục triệu lận, cô không tiền. Xin cơm từ thiện ăn không mà không có dám mua nữa. Dạ. Rồi cô xin xuất viện về. Về về nhà uống thuốc nam cầm cự chứ đâu có tiền đâu mà làm. Cũng có vay mượn thêm nữa. Thiếu nợ ở ngoài cũng 17-18 triệu. Dạ. Thú thật thì tại con cũng hiểu được tâm trạng của cô. Dạ. Tại vì chính bản thân ba con cũng là người bị mắc bệnh ung thư. Ừ. Thật ra thì trong cuộc sống mà đúng không, thì ai cũng có một những cái khó khăn riêng. Vấn đề là mình biết vượt qua thôi. Cô chú cũng đừng quá đau lòng. Mà giờ cái vấn đề lớn nhất của cô là cô phải giữ gìn sức khỏe cho riêng mình nè. Để giống như đó buôn bán này nọ kiếm đồng qua ngày. Cô để cũng bị bệnh đó, đó. Dạ. Cô cao huyết áp rồi tiểu đường nữa. Dạ. Cái vấn đề tâm lý là quan trọng. Dạ. Con nghĩ chú là phải nghị lực bản lĩnh lên, tại vì chú phải vui lên là bên cạnh chú có một người vợ lúc nào cũng lo quan tâm lo lắng cho gia đình, rồi có đứa con nó cũng cố gắng học hành để cho chú vui lòng, để đó mình giúp mình vượt qua những cái bệnh tật đúng không? Dạ. Mà đúng là cái tinh thần nó rất là quan trọng. Nhiều khi mình lạc quan, vui vẻ thì cái sức khỏe của mình nó cũng tốt hơn. Dạ. Với lại thực ra thấy tụi con thấy có nhiều người uống thuốc nam cũng có khi hết bệnh. Đúng rồi. Là do cơ thể của mình phù hợp hay gì đó. Thì dạ. Chú cứ duy trì, cố gắng mình điều trị chú ha. Dù có lúc phải đối mặt với những cơn mệt mỏi rã rời, nhưng ông Châu vẫn cố gắng lạc quan hơn để bà Minh dơ nhẹ bao lo toan. Niềm vui nho nhỏ ông có được giờ đây là trồng được mớ rau, nấu được ấm nước những lúc khỏe để đỡ đần cho vợ. Cậu con trai duy nhất của gia đình vẫn luôn là niềm hy vọng của cả gia đình sau biết bao khó khăn. Như cái tên Quốc Bảo mà cha mẹ đã đặt cho em. Chứng kiến gia đình rơi vào túng quẫn bế tắc, cậu học trò nghèo không ít lần có ý định nghỉ học để đỡ đần mẹ. Nhưng nhờ sự động viên kịp thời của thầy cô bạn bè, em đã không ngừng cố gắng tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cấp sách. Kết quả đạt được sau những nỗ lực ấy là Bảo nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá của trường. Góc học tập của em nằm gọn ghẽ nơi góc nhà. Từng quyển sách cuốn tập em có được là sự cảm thông yêu thương mà mọi người dành cho Bảo. Để rồi giữa tổ ấm còn nhiều chật vật của nỗi lo cơm áo, lại thênh thang bao ước mơ tương lai của một em học trò nghèo không đầu hàng số phận. Con cũng có nghe nói một chút xíu về cái chuyện sức khỏe của cô hồi trước đây đó. Thì là cô sinh nở cũng không có được thuận lợi lắm đúng không cô? Hồi xưa đó, hồi mới gặp ổng đó, sanh mà cô sanh khó lắm. Sanh phải mổ bắt con mà cứu em bé không có sống. Dạ. Mà cô sanh 2-3 lần như vậy đó.
Rồi sau này sanh thằng con sau này nè cũng 8 tháng mấy là mổ bắt ra, bởi vì nó yếu ớt đó. Dạ. Cái đó là bác sĩ có nói do cơ địa của cô bị gì không? Cô không biết nữa, lúc gần sanh cái bị xa dây rúng đó, em bé thở không kịp, mình mổ ra là nó chết. Yếu quá. Và cũng phải mất 2-3 lần mới có được em Bảo bây giờ cô hả? Cuối cùng thì cô chú cũng có một đứa con, em nó giờ cũng khôn lớn rồi. Trong cái quá trình mà lúc mà hai người đến với nhau lập gia đình á, thì cái giai đoạn nào khiến cô chú cảm thấy mà khó khăn nhất, túng quẫn nhất? Chứ hồi lúc mà ông bị tai nạn đó, ông té xe đó năm 2000 á cưng. Rồi té xe nằm bệnh viện chân gãy 1 tháng lận. Cô đâu có tiền đâu, cũng về vay mượn của dòng họ không mà chị em đồ đó. Rồi sao mần trả lại lần lần. Rồi cái năm 2005 là nhà nước thấy nghèo quá, nhà nước cấp cho cái nhà này nè. Rồi với cấp cho cái sổ nghèo đó. Rồi có gì thì mình lấy bảo hiểm mình đi xin thuốc. Rồi cái hồi năm rồi đó thì ổng phát bệnh lên, tại vì cái tai nạn ổng trả tiền mình trả chưa xong nữa. Giờ lại thêm dồn dập nữa. Giờ lại thêm dồn dập mà nữa. Thì lúc đó đã con nhỏ rồi, chồng bị tai nạn. Mà cái động lực nào lúc đó khiến cô vượt qua những khó khăn vậy? Để mình cũng ráng. Coi như trong hoàn cảnh đó rồi, nếu mà mình không cố gắng thì nghĩ lại chồng với con mình không ai lo, đúng không cô? Thành ra em nghĩ cái tình cảm thiêng liêng của gia đình là trong những cái lúc khó khăn như vậy mình mới thấy hết được cái ý nghĩa của nó. Mà thật sự là con cảm thấy không phục cô, tại vì bao nhiêu cái khó khăn, nỗi cái chuyện mà sinh con vài lần không được là một người phụ nữ sẽ cảm thấy cái chuyện đó nó đau đớn lắm cô hả? Cô buồn dữ lắm con ơi, cô nói không biết làm sao. Cô cũng ráng và tại vì nhà ổng có một mình ổng con một à. Chú ơi, thật ra thì con nghĩ tới giờ phút này á thì sức khỏe của chú cũng không có được tốt nè. Nhưng mà hồi xưa trước tai nạn á thì chú là trụ cột. Sau bao nhiêu cái biến cố bây giờ chú cũng không có tạo ra được kinh tế trong gia đình nữa. Thấy nó cũng buồn chứ. Tại vì mình trụ cột gia đình mà. Bây giờ con thì còn đang đi học. Còn mình vợ thì cũng bệnh hoạn, nó cũng không được mạnh khỏe. Thì bây giờ cũng kiểu như mà như mình kiểu như mình nói câu mình xin ăn đi, ai cho gì mình lấy cái này. Chứ mình cũng đâu có thu nhập gì được bao nhiêu đâu. Nhà này là hồi nãy cô có nói là nhà tình thương đúng không cô? Mình cất là được bao nhiêu năm rồi cô hả? Cất hồi 2005. 2005 là cũng được 10 năm rồi. 10 năm rồi. Mà hình như từ đó tới giờ là cũng không có sửa sang gì được hết. Không có sửa sang gì được hết trơn. Con thấy ở trên là mái tôn thì mình phải lấy bạc mình che gì thì chắc là dột nát hả cô hả? Nó lủng hết trơn rồi. Rồi cái nền đất nhà mình rồi trời mưa đồ thì có bị sình hay là bị ngập vô không cô? Có, trời mưa lớn quá nước nó tràn vô. Dạ. Năm 2010 á là ngập tới đây luôn nè. Dạ. Và cái bắt cầu đi vô. Rồi. Mà con thấy cô chú ai cũng yếu hết, nhất là chú nè, nhiều khi bệnh rồi đi lại cũng khó khăn nữa. Rồi trơn trượt vậy rồi sao mình đi mình sinh hoạt đồ. Làm như cũng cố gắng. Dạ. Rồi mình đi mình cũng ý tứ. Dạ, có khi nào đó cô chú có chi phí gì sửa sang lại cái nhà của mình không? Trời, đâu có chi phí gì đâu, ông bệnh vậy là tiệt đường luôn rồi, đâu có còn ấy gì nữa. Thuốc còn không mua, không đủ uống nữa. Bảo đây là Bảo. Dạ. Mà mẹ cũng có kể là Bảo thấy cũng cao lớn vậy chứ cũng sức khỏe cũng yếu. Đúng không? Ngoài cái việc đi học ra thì Bảo ở nhà có phụ được cho ba mẹ nhiều việc không? Dạ, cũng có nấu thuốc rồi giặt đồ với nhà phụ mẹ. Bản thân em suy nghĩ như thế nào về hoàn cảnh của gia đình, về ba mẹ mình? Thấy ba bệnh thì em cũng buồn, cũng thấy thương ba mẹ. Lúc ba em bệnh thì em cũng có lợi là sấy phụ người ta làm để kiếm tiền gì. Anh giờ thì đi học 2 buổi thì cũng ít làm lắm. Bản thân anh cũng vậy. Ngày xưa lúc mà khi vào trường sân khấu anh cũng nghèo lắm, gia đình dưới quê Bến Tre lên, anh phải đi làm bồi bàn, đi làm tất cả mọi việc để phục vụ cho việc học, đó là đóng học phí. Thì em cũng vậy đúng không, gia đình mình khó. Ví dụ như em sau này đậu lên đại học thì trong quá trình học thì cố gắng kiếm thêm việc phần nào để mình bớt gánh nặng cho gia đình. Và cái thứ hai, đồng tiền mình làm ra mình sẽ biết quý và mình cảm thấy vui lắm. Cố gắng lên. Cô ơi, hiện tại thì cái điều mà cô chú cảm thấy trăn trở nhất là gì ạ? Cô ước sao có một số tiền cô đi trị bệnh cho chú, với lại có tiền cất lại cái căn nhà cho lành lặn,
rồi cho em nó đi học tiếp tục nữa. Chứ giờ ba nó bệnh vậy là bế tắc rồi, đâu có tiền đâu mà lo. Thì cũng chia sẻ với cô chú là ngày hôm nay chương trình Chắp Cánh Ước Mơ đến đây thì có một món quà dành tặng cho gia đình mình, mà Tuyết Vinh với lại anh Khoa Nam nghĩ rằng cái món quà này là thực sự ý nghĩa và cần thiết cho gia đình mình lúc này. Thưa quý vị khán giả, qua cuộc gặp gỡ và trò chuyện ngày hôm nay với gia đình của cô Minh, có lẽ chúng ta cũng đã thấu hiểu hết được những nỗi khó khăn và vất vả của gia đình cô chú trong thời điểm hiện tại. Mà một trong những điều mà cô chú trăn trở nhất ở thời điểm này đó là một mái nhà lành lặn sau suốt bao nhiêu năm vất vả làm việc. Và như ông bà mình cũng nói là an cư thì mới lạc nghiệp, cho nên chương trình Chắp Cánh Ước Mơ ngày hôm nay đến đây sẽ mang đến món quà cho gia đình của cô chú. Đó chính là số tiền 40 triệu đồng từ đơn vị tài trợ Sơn Expo để giúp cô chú có được một ngôi nhà mới. Và Tuyết Vinh xin được trao món quà này lại cho cô chú. Hy vọng là với món quà của chương trình thì gia đình của cô sẽ sớm xây dựng được ngôi nhà mới để mình có thể đỡ vất vả hơn trong cuộc sống cô nha. Thay mặt chồng tôi với tôi cảm ơn chương trình Chắp Cánh Ước Mơ. Cảm ơn Phan Anh với lại Tiết Vinh chịu khó tới đây. Dạ rồi. Quan trọng nhất là ngày hôm nay đến đây là giúp đỡ được cho gia đình của mình là tụi con vui rồi. Con mong là với mai mốt là cái nhà mình giống như Tuyết Vinh nói là an cư lạc nghiệp đó, thì mình sẽ thoải mái tinh thần hơn và giúp cho cô vượt qua những khó khăn để lo cho chú và em nó ăn học cô nha. Hy vọng là chính quyền địa phương mình trong thời gian sắp tới thì sẽ hỗ trợ thêm cho gia đình cô chú để có thể hoàn tất được ngôi nhà này. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh. Một tháng đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi đến thăm và chia sẻ câu chuyện cảm động của gia đình này. Căn nhà mới đã được mọc lên thay cho mái lá cũ dồn siêu ngày nào. Hạnh phúc như vỡ quà trên những gương mặt từng sống trong chuỗi ngày âu lo khắc khoải của những ngày sóng gió, khi ước mơ suốt một đời của ông bà giờ đã thành hiện thực. Bao lo toan nhọc nhằn mưu sinh, bao vất vả vượt qua nghèo đói, nên không dám mơ một mái ấm cho riêng mình. Chắp cánh ước mơ cho cuộc đời vươn xa, chắp cánh ước mơ làm ấm lại lòng ta, một căn nhà xinh mang bao nghĩa. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn chương trình Chắp Cánh Ước Mơ của đài truyền hình Vĩnh Long với nhà tài trợ Sơn Expo với chính quyền địa phương đã có cho tôi căn nhà mà như mong ước. Bao lo toan nhọc nhằn mưu sinh, bao vất vả vượt qua nghèo đói, nên không dám mơ. Thế nhưng gia đình vẫn còn đó muôn vàn nỗi khó khăn khi ông Châu vẫn mang trong người những căn bệnh hiểm nghèo. Em Gia Bảo đang rất cần sự tiếp sức để tiếp tục việc học. Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình, xin vui lòng liên hệ địa chỉ: bà Nguyễn Ngọc Minh, ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, hoặc chương trình Chắp Cánh Ước Mơ, đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Đường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0706 250 555. Cuộc đời vương xa, chắp cánh ước mơ làm ấm lại lòng ta, một căn nhà xinh mang bao nghĩa tình, một căn nhà xinh mang bao niềm mơ ước, một căn nhà xinh thắp sáng niềm tin, một căn nhà xinh.